shoptaygame.vn, bán nít bán vàng bán ngọc ít 7 rẻ nhất thị trường. Danh mục bán nít ngọc rồng giảm giá tất cả các nít 40%, nít 100k chỉ còn 60k thôi. Cập nhật kho nít 10 tỷ sức mạnh bán đồng giá 30k. Bán ngọc thì ít 7 còn được lì xì thêm và bán vàng thì rẻ nhất thị trường. Vòng quay gift sale chỉ với 1.000 đồng hiện đang còn rất là nhiều quà to. Truy cập ngay tgame.vn để tham gia những cái dịch vụ tốt nhất tại shop nha. Yo, hello anh em, chào mừng anh quay trở lại channel của mình. Thì mình vẫn là BC Gaming đây và hiện tại là ngày 6 tháng 3 rồi và 12:58 đêm, là có nghĩa là 00:58 gần 1 giờ đêm rồi. Ngày mới rồi, bắt đầu ngày mới rồi và chúc anh em ngày mới thật là vui vẻ nhá. Hôm nay cũng là ngày 6 rồi và chuẩn bị đến ngày 8 tháng 3 rồi đúng không? Thì chắc là anh em cũng nhiều anh em chưa nghĩ tới cái ngày 8 tháng 3 sẽ có sự kiện đâu. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip để xem là ngày 8 tháng 3 năm 2020 ấy có những sự kiện gì và mình sẽ review cho anh em sự kiện 8 tháng 3 nhá. Và cũng như ấy, nói chung ấy là cái sự kiện 8 tháng 3 thì kiểu như là, nói chung là mấy cái sự kiện của Ngọc Rồng ấy thì ít khi nó thay đổi lắm. Và nó thường thường ấy thì là mấy năm mới thay đổi một lần, không biết là năm nay nó có thay đổi không. Nhưng mà mình nghĩ là hầu như ấy là các tình tiết ấy và các mọi thứ của cái game ấy nó đều ở trong cái đều giống của các mọi năm luôn anh em, mà nó cũng chỉ quay mấy cái đấy thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi tìm và mình sẽ review cho anh em xem nhá. Cũng như là cho anh em xem một vài cái map mới anh em ạ. Đấy, nó có một vài cái map mới đấy cũng khá là ok. Thì bây giờ thì mình cũng lên trên fanpage cũng như là cái trang chủ Ngọc Rồng Online để mình tìm nha anh em. À, fanpage với trang chủ vẫn giống nhau. À, diễn đàn anh em ạ. Đấy, đợi một tí nhá. Ok anh em ơi, thì anh em đang muốn nhập nick tự động ấy thì anh em cứ lên ngay cái shop az.tudong.vn nhá. Shop hiện tại đang nhập nick và rút tiền về các ví như là ATM, thẻ siêu rẻ các thứ luôn, thẻ cáo các thứ luôn. Nên là anh em mà đang muốn bán nick ấy thì chỉ cần đăng ký sau đó thì nhập nick vào đây để định giá rồi sẽ bán nick được luôn tại trên shop nhá. Đỡ phải nhắn tin qua Zalo ấy. Mình nhiều khi mình bận không xếp được ấy. Nên là anh em mà cần bán nick lên ngay az.tudong.vn nhá. Ok, thì trước tiên ấy thì phải nói đến cái hào quang thiên sứ anh em ạ. Đầu tiên là phải nói đến hào quang thiên sứ nhá. Cái hào quang thiên sứ này theo như mình đánh giá thì nó xấu. Đây mình sẽ để như này, chắc anh cũng nhìn thấy rồi. Tí nữa mình tìm, nếu mà mình quay thì mình sẽ để bé như này, nhưng mà cho lên video thì mình sẽ phóng to ra. Theo như mình đánh giá thì nó xấu. Nhưng mà mình nghĩ đây nó chỉ là một cái demo thôi và nó vẫn chưa ra cái official, có nghĩa là bản chính thức ấy, thì mình nghĩ là nó vẫn còn chỉnh sửa nhiều và nó còn cập nhật nhiều, đây chỉ nhá hàng cho anh em thôi. Ở cái hào quang thiên sứ đây nhìn nó không đẹp bằng cả cái này luôn anh em ạ. Đây này, cái này nhìn nó bị to, cái thứ nhất là nó đang to quá so với cả các nhân vật, cái thứ hai ấy là nhìn nó cứ kiểu gì ấy, mình không biết nữa. Đây là một cái kiểu như là một cái gif thôi, một cái hình gif thôi thì nó sẽ như thế này thôi, còn khi mà vào game thì nó lại khác mình không biết. Nhưng mà theo như mình đánh giá thì bây giờ là hiện tại theo quan điểm cá nhân của mình thì cái hào quang thiên sứ này là xấu. Đây cũng như là đây cũng là hào quang, đây hào quang thiên sứ, đây mới là hào quang thật này, thấy chưa, hào quang thiên sứ đây. Và đây là của Seiza này, hình như là đây của Seiza này đúng không, cái đỏ đỏ này là của nó trái đất này, còn cái kia là của Namek thì phải, theo như mình nghĩ là thế thôi. Đây của Namek, mình nghĩ thế, mình không biết nữa. Nhưng mà hình như là đây là có thêm cả ra thêm cả một cái map mới nữa anh em ạ. Đây này, ra thêm cả một cái map mới nữa thì mình không biết map này là map gì luôn. Hình như là có cả đây này, chia cả cái tên của cái chia cả cái kẻ trang của, nói chung là đây cái hào quang của cái đấy đây cung sông cũng khá là đẹp. Xây ra thì mình thấy là đẹp này, anh em thấy không, của xây ra thì mình thấy là đẹp nhá. Nhưng mà trong cái kia thì buồn cười quá. Đó, tạm thời là như thế nhá. Còn bây giờ thì lại có cả hào quang Kaioshin nữa cơ anh em ạ. Rất là nhiều hào quang luôn. Nói chung là Ngọc Rồng của chúng ta sắp tới sẽ thay đổi rất là nhiều đấy. Đây hào quang gì đây, anh em có vương thần nhận hàng này. Lên vương thần 80 tỷ hay 90 tỷ gì đấy là nhận được cái hào quang này à. Trông buồn cười vãi ỏ anh em ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái sự kiện 8 tháng 3 nhá. Đến với cái nhân vật chính ngày hôm nay anh em ạ. Thì hiện tại đầu tiên nhá, 12 tháng trước là năm 2020 đúng không? Thì là thông báo sự kiện của ngày 8 tháng 3 này. Đây, nói chung là nó cũng sẽ giống nhau thôi. Mình sẽ nói qua nhá như này, tại vì hiện tại mồm mình vẫn đang còn rất là đau luôn anh em ạ. Chưa cắt chỉ cơ. Nhưng mà nói thì nó có hơi ngọng này, với cả là nói cũng hơi bị như nào đấy thì cũng mong tất cả anh em thông cảm nhá. Ok. Tặng hoa đổi các xuân hồng này. Cũng như là mừng đây. Mỗi ngày đăng nhập vào sẽ nhận được một hoa hồng nhá. Mấy cái hoa hồng này thì anh em có thể là đi nhận được ở đây. Mỗi ngày ở đây đánh quái cũng như là cách đổi các xuân thì rất là dễ này. Nạp từ 100 minh ngọc đấy anh em, rất là dễ luôn, đơn giản. Đổi 99 hoa hồng này.
Đó, một capsule hồng này được 300 ngọc vàng. Nhưng mà mình thấy một đổi một viên capsule này 300 ngọc để lấy một cái cải trang nửa năm thì anh em thấy có ok không? Theo như mình thì mình không ok. Mình chỉ thích cái nào vĩnh viễn thôi anh em ạ, cái nào mà ngày ngày là mình không có thích. Ngoài ra mua cải trang 2k từ 2k sẽ được tặng phiếu giảm giá 50% anh em. Có thể xem vật phẩm capsule hồng, có thể xem vật phẩm bên trong capsule hồng tại Santa à. Ê, capsule hồng đây, 300 ngọc đây. Anh em kinh nghiệm thứ giờ cái này thì mọi năm đều có cả. Đây là phải ông ta, cải trang capsule hồng đây đúng không? Mình nghĩ thế. Có cải trang này là ngon này, cải trang xét giáp này. Trang lý tiểu cải trang thổ Uma cũng như là cải trang Chi Chi. Một vài cải trang của ngày già giáo. Đó. Ở đây cho anh em xem luôn cái 2019 nhá. Cái 2019 cũng như thế luôn anh em ạ. Đây. Cũng như thế luôn. Ngoài khác mỗi cái là ở đây là nó có cái gì? Cách đổi à hay là gì? Ngoài ra thì được cũng thế này. Mình tìm hiểu khác nhau anh em ạ. Không thấy khác nhau gì cả. Đây 2019 và 2020 không khác gì một cái gì luôn. Đấy, thế nên là mình bảo là mấy cái sự kiện này quanh quanh ra quanh đi quanh quanh lại ấy, thì nó cũng chỉ giống nhau mà thôi. Và không biết là năm nay nó không thay đổi hay không nhá, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng chỉ quanh quanh như này thôi. Chắc chắn là không thể thiếu được mấy cái này rồi. Capsule hồng cũng như là một vài cái này ở dưới này. Đây, nói chung là từ đây nếu mà nó có thay đổi ấy, thì nó cũng chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt. Mình nghĩ là vậy. Tại vì là mấy cái hoa hồng này thì ngày xưa thì những cái bông hồng ấy thì mình thường đi mua bông hồng này bán với giá là 1 ngọc hay 2 ngọc ấy. Ngày xưa thì mình mua và mình bung bung cơ anh em ạ, bung cái sức mạnh cơ, tại vì gặp quý lão này cũng như là gặp tất cả những cái admin mà đi di chuyển ấy, rồi mình chắt là tặng tặng hoa ấy, thì con đệ tử cũng như là sư phụ tăng rất là nhiều sức mạnh tiềm năng luôn anh em ạ. Đấy, cái hồi đấy mở skin đệ tử mình nhớ không nhầm là mở skin đệ tử thì chỉ mất tầm khoảng 30 phút hay là 15 phút thôi mà con đệ tử nó không cả tăng luôn, 2000 HP luôn, 2000 HP mà có đệ tử skin 2 luôn anh em ạ, chất thực sự luôn. Đấy, 150 triệu sức mạnh rất là dễ. Hồi đấy mình nghĩ là hiện tại thì bây giờ thì hết cái đấy rồi, nhưng mà mình nghĩ là năm nay sự kiện cũng chỉ giống năm ngoái thôi. Và thôi, chắc là clip mình cũng kết thúc tại đây nhá, review qua cho anh em chút. Đó, cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi hết video này của mình, và nếu anh em thấy hay nhớ để một like, đăng ký cũng như là bấm một cái chuông để nhận video mới nhất nhá. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì ba anh em hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhá. Ba anh em.